Xin chào các bác, ngày hôm nay thì anh em Hoàng Long chúng em rất là hạnh được giới thiệu cho các bác và anh em một bộ dàn karaoke cao cấp. Bộ dàn này thì được phối ghép đồng bộ. Đầu tiên là một cặp loa DX13.5 bass 35 với cái công suất rất là mạnh mẽ, từ 550W cho tới cực đại 2800W luôn như này. Và cái lời ca tiếng hát của nó rất tuyệt vời, âm thanh thì chi tiết ngọt ngào và cho những cái tiếng chép lách cách lên keng, và cái lời ca tiếng hát rất là bay bổng trong trẻo. Và đây là một trong dòng loa chuyên nghiệp, chỉ cần duy nhất một đôi loa như này thôi là có thể phục vụ mọi nhu cầu của chúng ta trong gia đình rồi. Và nó sẽ biến phòng khách của chúng ta giống như một quán bar, một vũ trường thu nhỏ vậy. Rất tuyệt vời, âm thanh của nó, tí nữa chúng ta sẽ cùng trải nghiệm thôi nhé. Và tiếp theo để tăng cường độ uy lực hơn, ở đây em đang ghép một chiếc loa siêu trọng hơi bass 50. Phiên bản này tiếng bass dày, rất ấm và rất là nội lực, và giống như kiểu là làm cho cái bộ dàn nó thêm hưng phấn hơn, kích thích hơn. Và đây là một cái thiết kế rất là hầm hố, rất là nam tính luôn. Một cái bass 50 ở giữa đây và bốn thông hơi 4 cấp, và tiếng bass đánh rất là cảm xúc, rất mạnh mẽ, chúng ta đeo tai nghe chúng ta sẽ cảm nhận được. Và trung tâm điều khiển thì có hai thiết bị, đó là một chiếc đẩy 4 kênh D4800. Cái bản này được tách riêng ra, 4 kênh là 1000W và em sẽ đánh hai kênh cho hai loa, và hai kênh còn lại đánh cho loa trầm hơi, rất tuyệt vời đúng không? Và tiếng của cái cung đẩy này tiếng rất trong, rất ngọt ngào, đó là mạch class H mới nhất hiện tại bây giờ, có cảm biến chống chập cháy, chống quá tải và báo nhiệt độ, điện áp tất cả mọi thứ trên này. Và trung tâm điều khiển nữa là chiếc vang số 9D phiên bản cao cấp nhất hiện tại em đang có đây. Là một trong những dòng chip xử lý DSP mạnh nhất hiện tại, cho âm thanh echo và reverb rất mượt mà rất ngọt ngào, và bên cạnh đó thì xử lý về tiếng nhạc cũng rất tuyệt vời, trong sạch và rất là chi tiết. Và cuối cùng là một mic không dây VK900, một trong cặp mic được chúng em với các ngày hôm nay là cặp mic rất là dày, hát nhẹ, hút mic. Và tất cả sản phẩm ngày hôm nay là đồng bộ cùng một hãng, cùng một thương hiệu vua của mic, công nghệ của mic được bảo hành chúng ta trong vòng 1 năm. Và sản phẩm này được em lắp rất nhiều trong những phòng khách gia đình và khách VIP đấy, sẽ biến cho cái phòng khách của chúng ta như là một phòng hát, như một quán bar thu nhỏ luôn. Và chúng ta sẽ cùng nghe và trải nghiệm với cái bộ dàn karaoke ngày hôm nay luôn nhé các bác nhé. Xuôi chuyến xe anh về nhà quen xưa miền Trung, như bóng tre quê nghèo, bóng dừa nghiêng lá gió reo, lòng bồi hồi nao nao, con đường xưa còn đó mà người xưa có con không, hay đã đi theo chồng về nơi xa thật xa. Anh muốn thăm một lần cho lòng vơi bớt bâng khuâng. Cho gần 10 năm qua anh vẫn còn dày dẫn, vì trời suy khiến anh bội thề. Bao năm dần trôi tương đời em đã đổi, chờ anh chị em ơi qua thời con gái rồi. Anh liếc mắt nhìn em, sao em buồn không nói, con giận là con thương, còn đau là còn nhớ. Chuyện tình đã quên đừng nên kéo dài thêm, thôi cho anh xin được nói câu tạ lỗi. Đời riêng anh đây đã một lần bước rồi, em trách chi em duyên đời bao lầm lỡ. Còn nặng tình xưa vừa đau buồn duyên số, mình tìm gặp nhau đừng tức lại tình đau.